Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 2 chương trình mới. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Unit 16 At the campsite, nghĩa là ở khu cắm trại. And number 1, look and match, là hãy nhìn và nối. A, teapot, đây là bộ ấm trà. Và chúng ta sẽ nối với picture 2. And B, blanket là cái chăn và cái mền. Chúng ta sẽ nối với picture 3. And C, tent là cái lều, và chúng ta sẽ nối với picture 1. Number 2, listen and circle là hãy lắng nghe và khoanh tròn. And number 1, is the blanket near the tent? No, it isn't. It's on the table. Và chúng ta sẽ chọn picture B là cái trang này thì nó ở trên bàn. And number 2. Is the blanket near the tent? No, it isn't. It's in the tent. Và chúng ta sẽ chọn picture A là cái trang này thì nó ở trong cái lều luôn. And number 3. Is the teapot near the table? No, it isn't. It's on the table. Và chúng ta sẽ chọn picture B là cái ấm trà này thì nó ở trên bàn. Number 3, look and write, là chúng ta hãy nhìn và viết. Number 4, look and write, là chúng ta hãy nhìn và viết, then say, và sau đó là nói. And number 1, đây là một cái lều, chúng ta có từ tent. Tent. And number 2, teapot. Teapot. Một cái ấm trà. And number 3, blanket. Blanket. Là một cái chăn hay là một cái mền. Number 5, read and circle, là hãy đọc và khoanh tròn. Number 1, is the blanket near the tent? No, it isn't. It's in the tent. Câu này có nghĩa là có phải cái mền thì nó ở gần cái lều không? No, it isn't. Nghĩa là không phải, is in the tent, là nó ở trong cái lều luôn. Và chúng ta sẽ chọn picture B. And number 2, is the teapot near the table? No, it isn't, it's on the table. Và câu này nghĩa là có phải là cái ấm trà này thì nó ở gần cái bàn không? No, it isn't, nghĩa là không phải. It's on the table, là nó ở trên cái bàn luôn. Chúng ta sẽ chọn picture A. And number 6, game, là trò chơi. Do the puzzle, là chúng ta hãy giải câu đố. Và cụ thể ở đây chúng ta sẽ giải ô chữ. Then point and say, và sau đó chúng ta sẽ chỉ và nói. And number 1, blanket, là một cái chăn. Number 2, tent, là cái lều. Number 3, teapot, là một cái ấm trà. Và chúng ta có từ in màu cam là campsite là khu cắm trại.